Đây là 4 giờ chiều ngày 29 tháng 1 năm 2019 dương lịch, thì chúng tôi đang có mặt tại nhà anh chị Trung Cảnh tại khu 4 xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê đây. Hôm nay chúng tôi có bàn giao cho anh chị một bộ bàn ghế tần thủy hoàng gỗ mít 10 món. Đây là toàn cảnh ngôi nhà của anh đây, đang chuẩn bị hoàn thiện để đón Tết Nguyên Đán. Chúng tôi sẽ vào bên trong để quay bộ sản phẩm chúng tôi vừa bàn giao. Đây là toàn bộ công viên nhà của anh, rất là đẹp. Đây, thợ đang sửa. Đây, phía bên trong là toàn cảnh bộ sản phẩm của chúng tôi này, gồm có 10 món bằng chất liệu gỗ mít cột 12. Chúng tôi vừa xếp và kê hoàn thiện cho gia đình. Đây là chủ nhà đây. Hàng là 100% là chất liệu gỗ mít ta. Gia đình cũng chuẩn bị đến Tết Nguyên Đán rồi. Chúng tôi chúc gia đình nhiều sức khỏe hạnh phúc, chuẩn bị đón một xuân mới nhé. Mọi người ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình 0987510086 hoặc truy cập vào website đồgotung8.com. Xưởng của chúng tôi thì có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Mọi người xem video thì hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác.